Every day I'm shuffling. Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với hội đồng 2 Vlog. Và video hôm nay cũng có một cái tâm sự thôi. Đúng mọi người là hiện tại là mọi người cũng được cái gì nhiều cả lây nhiễm rồi, nên là mình về ở nhà từ cái thứ đến là nếu thể quay mình về trường thì quay nữa, tại vì nhà mình về nhà trường là cách khoảng cỡ 100 mét thì đi mẹ mình đó mấy, nên là mình cũng chia sẻ với mọi người là lý do tại sao mấy vừa nhưng mà đóng đi sao thì mình sẽ từ quay ở nhà rồi là gửi video lên cho anh Trương ít ít rồi đăng lên YouTube. Còn nếu mà khi hết dịch á, bọn mình sẽ cố gắng ra thật nhiều video cho mọi người xem, tại vì bữa nay dịch cùng mong mọi người thông cảm cho mình, nên là mọi người nhớ ấn chuông thông báo để nhận video từ kênh bọn mình, tại vì là bữa nay là có khi bọn mình 4-5 ngày ra một video và có thể là một tuần mới ra được một video, tại vì chỉ ở trong nhà không ra khỏi nhà nên là có làm những video ngoài trời. Nhưng mong các bạn nằm ở nhà thì chia sẻ cho nhiều bạn bè mình like, subscribe, cho thông báo, nhờ thêm 1-2 comment nữa. Những comment mà mọi người bảo bọn mình làm là mà xấu, những comment ngoài trời mong làm liên quan đến ngoài trời đó mà xấu thì chị hoặc là dịch an toàn mà chính phủ cho nới lỏng bọn mình sẽ làm. Còn vì giáo mà làm được trong nhà thì mình sẽ cố gắng làm cho mọi người xem, nên mong mọi người cùng thông cảm cho mình. Thì vì giáo của mình, bọn mình đến đây cũng đã kết thúc nói đến lý do tại sao mà mọi người không ra được video. Mong mọi người ủng hộ bọn mình nhiệt tình giống như lúc đầu bọn mình mới lập kênh. Cảm ơn mọi người trong thời gian vừa qua rất là nhiều. Tạm biệt mọi người.